chờ chút đã, mình phải thắng. Nhận lấy này, Miss Delight. Chưa chưa, hả? Sao không được nhỉ? Cái gì? Thua rồi, mình bị hút vào thế giới ảo này rồi. Học hả? Mình không muốn đâu. Phải vượt qua màn này trước đã. Hả? Sao cô lại ra được vậy? Cúp học là không được. Giờ thì con đã thấy thế giới thực sự là như thế nào rồi. Không có mơ mộng được đâu. Cô làm gì vậy? Không. Đi nào. Chỗ này đáng sợ thật. Mình đang trong trò chơi sao? Hay là ngoài đời thực? Không hiểu nổi luôn. Một tờ giấy. Mình được nhận nuôi rồi hả? Không, đừng là bà cô này mà. Miss Delight. Kinh dị quá đi. Đến đây nào. Đừng sợ, ta là thần hộ mệnh của con. Chúng ta trốn trong mấy cái hộp này đi. Cô ta sẽ không phát hiện ra đâu. Nhanh lên. Ý kiến hay đó. Mong là cơn ác mộng này sẽ sớm kết thúc. Hít một hơi thật sâu nào. Cứ bình thản trong những dịp hỗn loạn thôi. Ôi, con bé phá phách quá đi. Muốn chơi trốn tìm với cô hả? Được thôi, chúng ta chơi nào. An toàn rồi, chúng ta trốn khỏi đây thôi. Mình sợ quá. Ra lối thoát thôi. Được rồi, mong là cô ta đang ở rất xa. Không có ai ở đây hết. Đi thôi. Này, để con với. Có một biển báo ở đây. Lối thoát, chắc chắn là cánh cửa này rồi. Vào thôi, nó không mở được. Chờ chút, đây là khóa cảm ứng. Cần phải đặt một bàn tay vào thì mới mở được. Nhưng tay của con không vừa. Đợi chút, chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi. Có thể là tay của ta sẽ mở được. Có chuyện gì vậy? Sợ là không được rồi. Không, chúng ta sắp thành công rồi mà. Có lẽ chân dài của ta sẽ mở được. Ôi trời, chúng ta phải làm sao đây? Phải động não thôi. Chắc chắn phải có manh mối nào đó. À, ở kia. Chú có thấy không? Chìa khóa giải câu đố. Giống trong truyện trinh thám hồi đó vậy. Nhanh lên. Đúng ha, gợi ý cũng rõ nữa. Còn có chữ ký ở đây nè. Nhanh lên, xé nó ra đi. Bằng VSH. Cần phải có đầu phát đặc biệt. Ồ, nhìn kia. Trường này có đủ thứ đồ linh tinh hết. Chúng ta có bật nó lên không? Tất nhiên rồi. Nếu chú biết cách. Theo trực giác thì chú có ý này. Ồ, hớt ghi qua kia kìa. Cậu ấy đang ở trong một cái tủ. Và trong tủ... À ha, chú nhớ ra chưa? Ừ, giờ chúng ta chỉ cần tìm ra cái tủ thôi. Ở kia kìa. Chuẩn luôn. Chìa khóa trốn thoát của chúng ta đây. Đúng là thứ chúng ta cần. Đây rồi, ba lô có hai bàn tay. Chúng ta được cứu rồi. Hoan hô, màu xanh hay đỏ. Đây rồi, hài tình đáng ghét. À! Cấp học là hư lắm đó nha. Nhanh lên, mở cánh cửa ra đi. Chú sẽ thử cái màu xanh. Nhanh lên, trốn đi nào. Cô ta ở ngay kia kìa, nhanh lên. Cấp học sẽ bị điểm ép đó. Hana, chúng ta chạy mau thôi. Tựa bài mới hôm nay là quái vật. À! Cô ta nhanh quá. Hana, cháu chạy trước đi. Cái xúc tu này không chui được đâu. Làm sao để chọc Miss Delight nhột đây? Bị nuốt chửng rồi ư? Phew. Wow, chú ngầu thật. Được rồi, phải nhìn xung quanh. Nơi này không ổn lắm. Ở kia là lối thoát. Chạy mau. Ừ, đường đó. Lại bị khóa rồi. Ôi không, chúng ta cần một vật gì đó để giúp mở cánh cửa này. Chúng ta cần phải tìm xung quanh. Từng giây đều quý giá. Ở đâu đó quanh đây phải có chìa khóa cho câu đố này. Nó không hoạt động. Chúng ta hãy tìm kiếm xa hơn nữa. Có lẽ có một gợi ý ở đây. Chỉ một manh mối nhỏ thôi. Ồ, cây cối. Nhìn kìa, một kho báu giữa những tán lá. Đây là cơ hội của chúng ta. Giờ thì cuộn băng đã chuyển sang màu vàng rồi. Ồ, màu đẹp đó. Chúng ta cần phải xem nó gấp. Ừ, ở đây có một đầu VCR. Một cái màn hình. Huggy Wuggy lại xuất hiện trên video. Vậy là một ngăn chứa. Rõ ràng rồi. Chúng ta chèn gì vào đó? Không nói rõ thứ chính. Và một chút gợi ý. Làm thôi. Chúng ta hãy xem nào. Hộp vuông. Có lẽ là grab bag sẽ giúp được. Không gì cả. Thất bại rồi. Ồ, mình thấy gì đây? Kháp náp. Cậu không ngồi đây vô ích phải không? Kiểm tra thử nào. Mình đoán có đúng không? Có vẻ như là không. Đồ chơi vô dụng. Đây là kết thúc. Chúng ta không bao giờ thoát khỏi đây được.
Chúa sẽ nghĩ cách. Đừng khóc. Ôi, các con sẽ không đi xa được đâu. Những đứa học trò trốn học. Không, cô sẽ không làm hại chúng mình được. Chúng mình sẽ không ở lại ngôi trường đáng sợ này. Hãy ra tìm chìa khóa đi. Con sẽ làm ngay. Không phải cái này. Mình nghĩ gì đây? Đợi chút, cần phải kiểm tra mọi thứ. Hannah, con yêu, nhanh lên nào. Có vẻ như con tìm thấy nó rồi. Một cái máy phát điện. Nó sẽ vừa vặn với ngăn chứa của chúng ta. Kiểm tra nó. Nào nào, hoàn hảo. Chú ơi, nhanh lên. Con đã mở được cánh cửa này rồi, nhanh lên nào. Chạy đi. Cậu quá vô dụng. Chuyện gì xảy ra vậy? Miss Delay, cậu đã phá vỡ quá trình học tập của Hannah. Cậu bị đuổi học rồi. Không phải hôm nay. Cô giáo chấm bi đỏ. Chú ổn không? Nhìn không giống như đường tới tự do chút nào. Là một lớp học của Miss Delay sao? Chú ơi, gì vậy? Các em đi trễ rồi đó. Trong lớp học phải im lặng. Em biến đi đó. Học trò cưng à, em không thể rời khỏi trường mà chưa có đủ kiến thức đâu. Đồ học sinh không ngoan. Chắc chắn phải có lối ra thực sự ở đâu đó. Cô ấy ở đây. Hannah, nhìn đi. Cô ấy đông cứng rồi. Hết pin rồi sao? Lạ ghê. Thôi kệ, đi tiếp nào. Lối ra ở đâu nhỉ? Con chỉ muốn về nhà thôi. Trốn khỏi Miss Delay không có dễ vậy đâu. Cô ấy vẫn đang theo sát kìa. Đây, cơ hội tự do của chúng ta. Trốn thoát qua ống thông gió. Chúng ta có gì trên tay không? Con định làm gì, Hannah? Theo con nào. Mình làm được mà. Chúng ta cần phải gỡ tấm lưới này ra bằng cách nào đó. Nhanh lên nào, con sợ Miss Delay lắm. Cái này không giúp được chúng ta đâu. Chú sẽ tự xử bằng tay. Như vậy, xong xuôi. Mình mạnh thật đó. Hai em đi đâu đó? Đứng lại. Trúng phốc luôn. Lúc nào cũng vậy. Tưởng mình sắp trốn thoát rồi thì hóa ra mọi chuyện chỉ là bắt đầu. Giữ sức đi, Hannah. Đừng nói chuyện. Còn chán phải chạy trốn Miss Delay lắm rồi. Nhìn kia. Theo bản đồ này thì lối ra của chúng ta ở đằng kia. Bò đi nào. Phil, để con lấy hơi chút đã. Đừng tụt lại phía sau đó. Con đang cố hết sức. Con sắp đuối rồi. Trở lại lớp học nào. Bài học còn chưa xong mà. Phil, thoát rồi. Hình như là đi tiếp theo hướng này. Chú gỡ bỏ tấm lưới đi. Dễ thôi, chú đã có kinh nghiệm rồi. Thấy chú xử nó nhanh không? Lại một lớp học khác hả? Lại một vấn đề nữa. Không, không, đừng chạm vào tụi tôi. Hình như họ gặp rắc rối to rồi. Xin chào, đừng sợ, mọi chuyện đều ổn. Tụi mình đến để giúp đỡ. Giúp đỡ? Chúng mình cần giúp đỡ. Đây, VCR màu đỏ sẽ giúp hai người có manh mối. Lại một cái nữa. Sao dễ đoán quá vậy? Được rồi, tụi này sẽ xem. Cảm ơn nha. Đây là một cơ hội của chúng ta. Nhớ cẩn thận đó, Miss Delay đang bực lắm. Cô ấy sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Chúc may mắn. Mau lên, xem trong băng có gì nào. Ở đây cũng có người chơi. Bỏ nó vào đi, nhanh lên. Con đang làm nhanh lắm rồi đó, đừng có vội mà. Xin chào, hãy tìm sự trợ giúp trong tủ quần áo này. Grab bag với bàn tay màu xanh lá. Và sau đó. Cái đồ lông lá phá phách này. Đưa ra gợi ý cho người ta sao? Cứu! Tới tủ quần áo thôi. Nó là chìa khóa cứu giúp chúng ta. Để xem, tấm áp phích có grab bag chính là nó. Mọi thứ giống như trong video. Bàn tay màu xanh lá, đeo vào đi. Màu xanh lá hợp với con đấy. Được rồi, con đi đây. Mình muốn rời khỏi đây ngay quá. Cố lên nào. Không có tác dụng. Chuyện gì vậy? Mình không hiểu gì hết. Chúng ta còn thiếu gì đó. Nhìn kia, đèn xanh. Chúng ta cần phải chạm vào nó nữa. Thử đi nào. Nó đang sạc kìa. Con hiểu rồi. Gắn vào đi. Chắc là lần này sẽ được. Được rồi, con sẽ thử. Ghét quá đi, lại thất bại nữa. Không có gì hết. Hannah, con có thấy cầu ma thuật không? Chú chắc chắn giải pháp nằm ở trong đó. Con thử đi. Con hiểu rồi. Cần phải nối ba điểm này lại. Tay xanh sẽ điều khiển.
tiến hành thôi. Hannah thông minh quá. Tốt lắm. Chắc là cô nàng không bao giờ cấp tiết học vật lý nào đâu. Cẩn thận với điện đó nha. Điện có thể gây sốc đó. Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi. Chúng ta đang đi đúng hướng. Con thông minh quá Hannah. Chú không bao giờ nghĩ được chuyện này đâu. Còn con có nghe thấy tiếng gì không? Chúng phát ra từ đường ống này. Là chìa khóa cửa, nó đây rồi. Nếu là mình thì mình sẽ không lãng phí sức lực vô ích vậy đâu. Chú ơi, nhanh lên. Nhớ cô không? Ôi, phải đi thôi. Không phải cửa này. Khoan, lối thoát duy nhất là ống thông gió. Con đường cũ đáng tin cậy của chúng ta. Tiến lên. Đúng hơn là phải đi lên mới phải. Khoan đã. Mấy em định bỏ cô ở đây một mình sao? Con sẽ không bỏ chú ở lại. Phải làm sao đây? Grab bag. Phải rồi. Nhanh lên, nắm lấy cái này. Hy vọng là cái này sẽ giữ được mình. Cái, không. Con không cứu được chú rồi. Cái vòi bị gãy. Ồ, mình phải chịu ăn kiêng. Chào, chúng ta làm bạn được không? Ok nha. Không, bây giờ mình chỉ có một mình. Sẽ không lâu đâu. Không lâu nữa chúng ta sẽ ở bên nhau. Mãi mãi. À, mình phải ra khỏi đây. Mình muốn được sống. Lại một lớp học nữa của Miss Delight. Chạy đi. Mình nổi hết cả da gà lên rồi. Có ai không? Kissy Missy. À! Hannah, đừng có hét. Tụi mình đến để giúp cậu đó. Phil, lấy băng cassette đi. Cậu sẽ tìm thấy câu trả lời trong đó. Lần này là màu xanh lam. Được rồi, để xem nào. Nè, các cậu đâu rồi? Ê, thôi kệ đi. Mong là lần này sẽ có gợi ý hữu ích. Xin chào Hannah. Hãy tìm chiếc tủ có tấm áp phích ghi là... Nè. Xem tivi nhiều quá sẽ hại mắt đó. À! Tủ quần áo đúng đây rồi. Hannah, khoan. Hôm nay trong Playtime vui nhộn ha. Em đi đâu đó? Chờ cô với nào. Giờ mình bye bye được rồi. Miss Delight điên rồ. Ô, nhéo mình đi. Mà khoan, mình đang ở đâu đây? Khát nát trên trang bìa kìa. Có ai ở đây không? Hoppy, Picky Pig, Smiling Crypter à? Mình đang ở trong nhà của họ sao? Dĩ nhiên tất cả đều đáng yêu rồi. Nhưng người mình yêu nhất là Khát nát. Mình muốn được giống như bạn. À! Ô, bạn đây rồi, Khát nát. Mình yêu bạn nhất trên đời. Nổi da gà quá đi. Xem con Butter chưa? Mình muốn trở thành bạn. Mình e là không được rồi. Không có gì là không thể cả. Để trở thành một Khát nát thực sự, bạn phải biết cách mài móng vuốt trên sofa. Phải chi mình có đôi tay giống như bạn. Và cả cái bụng mềm mại này nữa. Rồi rồi, bạn thắng. Quang hô, quang hô, quang hô. Bạn muốn trở thành linh vật nào nè? Tất nhiên là bạn rồi. Mình hả? Ừ, tai nè, lông tím nè, mặc dây chuyền trăng khuyết nữa. Ồ, wow. Oh, bật lên rồi. Huyền bí. Bắt đầu làm tóc trước đi. Bạn không thơm tho gì hết. Úi, xin lỗi, để mình chỉnh lại liền. Hình như lâu lắm rồi Hannah không chải tóc thì phải. Áo, đau quá đi. Ồ, xin lỗi, bạn không sao chứ? Mình vẫn còn sống. Nhớ nè, tất cả các loài mèo đều phải chải lông bằng lưỡi. Như vậy nè. Ok, chỉ dùng lưỡi và nước miếng thôi phải không? Có lẽ bạn phải luyện tập nhiều rồi. Mình sẽ thị phạm cho bạn xem. Ngồi xuống đây, cảm nhận nha. Nói chung chúng ta chỉ cần chút ma thuật mèo thôi. Wow. Xong rồi, thích không? Kiểu tóc này đẹp thật. Cảm ơn nha, Khát nát. Lần sau bỏ cái lượt luôn đi nha. Mình tỉnh chưa? Chuyện gì vậy? Hả? Hannah đâu? Không có ai trong phòng hết. Vết bẩn vẫn còn nguyên. Hannah! Đi đâu rồi không biết. Con không được trốn dọn dẹp đâu. Cũng không có ở đây. Sao bí ẩn vậy ta? Con bé ở đâu được chứ? Có chùm lông màu tím. Của ai đây? Các bạn ơi, comment bên dưới là lông này của ai nha. Cầu đố thế kỷ. Nghiêm túc đó. Coi và làm theo nè. Ok. Lớp học về chải chuốt. Đến lúc lên đồ rồi.
Fashion Show. Sẵn sàng. Đây là chỗ tụi mình cất đồ đạc đó. Wow, nhiều đồ đẹp quá. Chiếc hộp trong mơ. Trang phục thỏ. Không. Biết gì? Không luôn. Nhiều trang phục quá. Không được cái nào hết. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chắc chúng ta phải bỏ ý tưởng này thôi. Ôi đừng mà. Vấn đề không phải là bạn mặc gì, mà là bạn chải chuốt kiểu gì ấy. Trí tuệ của mèo. Cầm đi. Bây giờ mới ngoạn mục nè. Bạn sẽ không thể chán với mèo nữa đâu. Đây, lông đây. Mình biết làm gì với nó đây? Tự may trang phục cho mình đi. Mình có máy may đây nè. Tự may hả? Kiểu của khép nát. Ồ, nặng quá đi. Phiêu, chúng ta có thể mua lông thú không? Thay vì nhổ nó ra. Một câu hỏi không có câu trả lời. May là mình biết may vá đó. Rồi nó sẽ thành cái gì đây? Trời, người thợ may chắc sẽ tự hào về mình lắm đây. Mèo. Đỉnh lắm. Ồ, hình như hôm nay mặt dây chuyền của mình không ổn rồi. Make up hả? Ồ, dễ mà. Đến lúc dặm cho bạn ít phấn rồi. Bạn có biết make up gì không đó? Không, mình sẽ gọi chuyên gia tới. Nghe nè Khắp Nát, tới giúp mình cái này nha. Chuyện nhỏ tới liền. Anh yêu ơi, em đi một chút nha. Mẹ chân dài có bộ make up kỳ diệu. Có đủ mọi thứ cho màn lột xác ngoạn mục. Có phải bạn không, Khắp Nát? Đó là không gian riêng tư. Và hôm nay chúng ta có ai trên ghế đây? Ồ, bắt đầu nha. Không phải cái này. Cỏ. Tông da phải đều màu. Hả? Ui. Và mí mắt thì rực rỡ. Chúng ta đang vẽ Khắp Nát. Cần một chiếc mũi mèo dễ thương hơn. Chưa hết đâu. Dụng cụ tra tấn. Lồng mì quyến rũ quá. Wow, lai nhiều lên nha các bạn. Làm tốt lắm. Bạn thấy sao hả? Thích không? Công việc của mình xong rồi. Ô, lại là anh sao? Điên thật mà. Em thích làm việc từ xa lắm. Cái gì vậy trời? Dịch vụ cung cấp liệu pháp gây sốc mới hả? Chà, nhanh lên. Cây lâu nhà. Thể hiện điều kỳ diệu của công nghệ đi. Mình phải xem hướng dẫn trên YouTube trước khi làm mới được. Vết bẩn cứng đầu. Không bỏ cuộc. Ồ, máy hút bụi nè. Không biết có hút được vết bẩn không ta? Nó chưa bao giờ làm mình thất vọng cả. Nhưng đó là bụi. Còn đây là vết bẩn. Úi. Thì ra nó đã lấy vớ của mình. Tốt hơn là thuê dịch vụ dọn dẹp cho rồi. Bây giờ có hai người rồi. Thật tuyệt khi có người chơi cùng. Ôi không, kho báu của mình. Thiếu nó mình chết mất. Khắp Nát à, đừng buồn mà. Mặc dây chuyền. Khói thuốc mê. Nhiệm vụ mới thú vị đó. Cái gì? Nhanh lên, thử chút hoa oải hương đi. Ngon lắm đó. Yêu. Như vậy nè. Chỉ cần đưa nó vào miệng, rồi nhai. Chỉ là nó không ăn được. Yêu. Các bạn nhớ nha, đừng có ăn cây sống đó. Đừng nghĩ là không. Vậy thì nước ép hoa oải hương thì sao? Wow. Thử đi. Nước ép hả? Cái này thì khác nè. Sao mà từ chối được? Sao ngon quá vậy ta? Ngon quá. Cảm giác khác lạ thật. Cái gì vậy? Tín hiệu khói do vi khuẩn hả? Khoan đã, mình có ý này. Hãy tăng cường nước ép bằng coca đi. Mẹo này lạ quá. Hả? Bạn đang nói cái gì? Úps. Đúng là học sinh tiềm năng. Dậy đi, dậy đi nào. Khắp Nát, Khắp Nát. Phải làm gì đây? Ha, có cách rồi. Mèo rất sợ nước thì phải. Ôi, mẹ ơi, quăng chai nước này đi đi. Cô gái vô ơn. Xin lỗi, mình chỉ muốn đánh thức bạn dậy thôi mà. Ờ, thì dậy rồi nè. Được rồi. Cái gì? Nhiệm vụ khác hả? Mặc dây chuyền. Đến lúc làm điều không thể rồi. Đánh cắp mặt trăng.
Để làm được điều đó, chúng ta cần một cái thang. Ồ, để mình giúp. Đỡ phía sau nha. Dừng lại, vị trí hoàn hảo rồi. Phủ mình nha. Như vậy nè, đây sẽ là một vụ trộm. Úi, thiên thể lớn nhất. Đội trưởng Khắp Nát nhận nhiệm vụ. Đội trưởng, mình sẽ ở dưới này hỗ trợ bạn. Cuộc phiêu lưu thú vị quá. Còn có nhiều ngôi sao nhỏ nữa. Đó là mục tiêu chính của chúng ta. Đẹp quá đi mất. Hana, chụp nè. Mặt trăng của mình. Đẹp quá đi. Úi, sao mình lại quên được trời. Mình là mèo mà. Còn sợ độ cao nữa. Ui, sợ thiệt. Ồ không, Khắp Nát. Pun, pun, pun. Mèo con, xuống đây nào. Cứu với, có ai không? Đưa mèo con xuống giùm mình với. Đội cứu hộ đến đây. Ôi, chú làm con sợ quá. Nhanh lên, mau cứu Khắp Nát tội nghiệp đi chú. Chúng ta sẽ cứu con trong giây lát. Sợ quá đi mất. Mèo con, chú sẽ cứu con. Cố lên nào, có chú đây rồi. Nào, bé mèo được giải cứu rồi. Chú là anh hùng của tụi con. Cảm ơn chú. Cẩn thận nha. Chúng ta có mặt trăng rồi nè. Đúng vậy, mặt dây chuyền. Chúng ta phải thu nhỏ nó lại. Được rồi, nhanh lên, đeo vào đi. Hợp với bạn lắm đó. Úi, tin nhắn lại tới nữa rồi. Không thể tin được. Mình thành Khắp Nát thật rồi. Cảm ơn bạn nha. Chúc mừng nha. Cuối cùng ước mơ của mình đã thành hiện thực. Và mình trở thành một trong số Smiling Scriptor rồi. Hi, Khắp Nát, mình có quà cho bạn đây. Thật hả? Cho mình sao? Cái gì vậy? Tò mò thiệt. Mèo thích hộp quà nhất mà. Và cái gì? Bóng sợi hả? Wow. Thích không? Một quả bóng sợi màu tím. Mình có nằm mơ không? Mình biết cách làm bạn vui mà. Hộp quà và sợi chỉ, niềm đam mê của tụi mình. Shh, không có ai hết. Ở đây có nhiều đồ quá. Kiểu gì cũng tìm được món có giá trị cho xem. Ồ, đúng vậy, chúng ta tới đúng chỗ rồi. Nhìn đồng hồ trên tường kìa, đáng giá đó. Ừ, lấy xuống đi. Ồ, chúng ta có khách sao? Có người ở đây. Đúng vậy, chúng ta là mèo bảo vệ mà. Có gì đó không ổn với mặt dây chuyền rồi. Nhớ nhà quá đi. Ồ, mình sẽ nhớ bạn lắm đó. Tạm biệt. Ai, chơi vui lắm luôn đó. Dù sao thì mình vẫn còn quả bóng sợi này. Làm cách gì cũng không chùi được vết bẩn này. Ở một mình buồn chết đi được. Hãy im lặng và lẻn vào nha. Hiểu rồi anh bạn. Ồ, không chỉ có chúng ta đâu. Các cậu là ai? Trói ông ta lại, Taylor. Bây giờ xem ở đây có món gì giá trị không. Ừ, tìm chỗ bàn làm việc đi. Các người đến đây rồi sao? Ba, con gái ơi, chờ một chút để con xử lý bọn chúng. Được rồi. Ha! Bây giờ bọn họ chắc chắn tiêu đời rồi. Ba, ba hứa đừng phá nữa nha. Ừ, ba hứa mà. Cởi trói cho ba đi. Cho ba ôm con nha. Ba à, mình chuộng thôi. Chạy đi đâu? Muốn ngủ ghê. Mình cũng thế. Chuột trong lòng không thoát được đâu. Chào mừng đến với thế giới ác mộng trường tồn. Nội thất nhà quá. Ổn hơn rồi đó. Tù của mình, luật của mình. Chuồn khỏi đây thôi. Phải lên kế hoạch, gọi là tự do một đi. Bạn là bộ não, nghĩ đi. Ta sẽ đào hầm bằng muỗng. Sẽ mất vài năm để đào xong. Rõ chưa? Rõ. Cột ga giường thành dây, sau đó trèo xuống vách đá. Chính xác. Úi, đi đứng cẩn thận chứ. Chuồn, to quá. Bắt nó ra chỗ khác đi. Hả? Nó không hại bạn đâu. Nhìn răng nó kìa. Mình có ý này. Còn kế hoạch của bọn mình, dẹp đi, mình có cái mới rồi. Các tù nhân thế nào rồi nhỉ? Ồ, ngủ ngon ghê nhỉ. Tốt lắm. Có mùi đồ ăn nè. Chuột à, bữa sáng đầy rồi. Thôi nào, đừng chạy. Cùng làm quen nào. Mình có phô mai. Thành công rồi này. Này Taylor, dậy đi. Đi rồi hả? Bạn là thiên tài. Chứ sao, trí tuệ là sức mạnh mà. Đập tay nào. Úi, tay mình. Không đâu, sức mạnh nằm ở cơ bắp. Nhìn đi.
yếu đuối và vô dụng. Phải bơm lên gấp thôi. Lại đây nào các con. Trái, phải, một, hai. Khoan, dài hiệp nữa nào. Bị gì vậy trời? Lưới sắt, nhìn vậy chứ cứng lắm. Đúng là hết cứu. Nhìn nè, có chìa khóa nè, để mở cửa đó. Không cần bẻ sắt gì đâu. Chắc cái này... Khoan, đừng mở cửa, mình tự làm được. Này, Long, chuẩn bị bại trận đi. Wow, khỏe ghê. Lưỡi sắt bỏ cuộc đi, mai sẽ cười mình mất. Thế nào rồi hả, bẻ được chứ? Mình bỏ cuộc, mở đi. Thấy chưa dễ ẹt. Ăn chưa không? Khỏi cảm ơn, mình không đói. Chút ngon miệng. Cảm ơn. Ôi, tình cờ bắp này sợ chuột lắm. Sao mòn sách sợ hãi thế? Hãy tìm hiểu ngay nào. Ngủ đi. Sắp gục mất rồi. Chỉ là mơ thôi Taylor. Dậy đi. Chuột, một đống chuột luôn. Để mình yên. Bạn thấy thứ mình thấy chứ? Ừ, mình thấy. Sữa. Ừ ha, mình quên mất tiêu. Ngon quá. Các bạn nhìn gì thế? Đừng đứng yên, giải cờ bận rộn đi. 1000 sữa thật nhạt nhẽo, sắc mình thích nhất. Tốt lắm, chút vui. Canberra là thủ đô nước Úc. Không biết đi. Đủ lắm rồi, phải lên kế hoạch mới. Bướm của bạn. Nghĩ ra rồi. Trong vũ trụ có rất nhiều loại sữa. Nhưng mình chỉ mới thử sữa bò. Ô, một sinh vật tuyệt diệu. Bạn đi đâu thế? Mình không cắn được, đứng lại. Cắn tôi rồi, quay tiếp đi, mình sẽ mở ngay. Sao vậy? Đừng chạy, đang vui mà. Nghịch ngợm quá. Đi nào. Cá lớn, hy vọng mồi giữ được. Ừ ừ, mình tới liền. Mai, nhanh lên. Coi chừng con mèo bắt được mồi đấy. Đợi mình một chút, nhiều chìa khóa quá. Ôi, thanh lý thuyết xác suất ơi. Mở cửa ra đi mà. Tiệt, được rồi. Này nhóc đi đâu thế hả? Yên lặng nào được chứ. Im đi, bị phát hiện bây giờ. Ôi không. Đúng à. Ôi tội tiêu rồi. Đe dọa mình bằng thứ này hả? Chubby là sinh vật đáng sợ nhất hành tinh. Bạn sửa đó ta. Chạy đi, bọn mình đang định trốn. Chỉ là tình cờ. Tiếp theo. Được, mình hiểu rồi. Không cho bạn ngủ đâu. Cầm cần câu lên đi. Chơi nào. Thật sao? Mình thích câu. Lại một giấc mơ đáng sợ. Taylor, bạn không tin thứ mình mới. Taylor, bạn làm gì thế? Mình không làm nổi nữa. Cái này vui quá. Đứng lại, đâu rồi? Thấy rồi, cứu mình. Tội Taylor, trông bạn ấy mệt như sắp ngất tới nơi. Phải đánh lạc hướng mèo. Nhưng làm sao? Nghĩ nào, thử chuột và đồ chơi rồi. Chỉ tệ hơn thôi. Hay là, đúng rồi, mình cần mùi hương đặc biệt. Các bạn, giúp giới, khách đáp thích mùi gì? Xả bạc hà hay quải hương? Viết dưới bình luận nha. Mành mối đâu nhỉ? Đồ bạn ấy biến thành màu tím. Chú mèo cũng chỉ thích một màu. Rõ ràng rồi, quải hương. Thử nào. Chán quá, nhanh lên. Mùi gì thú vị quá. Tự do, cuối cùng. Muốn dụ mình khỏi cuộc vui à? Quảng cáo thôi mà. Mùi quải hương nhẹ nhàng, dịu dàng, thơm tho chỉ một đô. Thuyết phục đấy. Đưa cho mình. Giờ mình dị ứng cầu cá rồi. Bạn làm rơi nè. Tiếc chứ. Đừng mà, tha cho mình đi mà. Bướm của mình dính toàn lông còn quải hương nữa. Trả lại đi. Muốn kiếm chuyện à? Xem đi. Xin lỗi anh bạn, mình không giúp được. Khát nát, mình ngủ ngon lắm. Đến bạn rồi đấy. Jasmine, gặp bạn vui quá. Tù của mình, tù nhân của mình. Sao bạn dám xuất hiện? Ngủ đi. Mình chuẩn bị cho trận cuối cùng rồi. Mình có nên sợ hãi không? Đợi một chút, đừng đi đâu nhé. Chết nè. Thông minh, không công bằng. Đi xài nước rồi. Thần tượng của mình.
cởi ra giúp mình với. Súng chất quá, bạn nghĩ ra hả? Mình cũng muốn có. Ẩn nút này được không? Lại nữa hả? Taylor, sao bạn lại... Ups, xin lỗi. Đáp chăn cho cô ấy nào. Nhỡ bị lạnh thì sao? Khẽ thôi, về lại phòng giam nào. Lần thứ ba bỏ trốn trong tuần. Chịu phạt đi. Chán quá đi mất. Mọi người thế nào rồi? Ồ, xin chào sếp. Xin chào. Hai người cứ tự nhiên đi nhé. Bye bye. Chà Taylor, cậu sẵn sàng chưa? Tất nhiên rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Mình tập thể thao là vô ích sao? Cái này nặng quá. Ew, cái mùi này kinh quá. Cậu đi trước đi. Được thôi. Đã quá đi thôi. Tạm biệt. Mình tới dính đầy miếng rỉ sét này. Ở đây vui quá, thích quá. Hello. Nào, nói bác sĩ biết chuyện gì nào. Cánh tay của em bị bầm tím nặng. Để xem nào. Wow, nhìn không ổn rồi. Chờ bác sĩ ở đây. Nào, thuốc bồi trị bầm ở đâu nhỉ? Không, không phải cái này. Ơ, có ai trên đó hay mình tưởng tượng ra thế? Hạ cánh cũng êm ghê. Hoan hô, thoát rồi. Bác sĩ, bạn ổn chứ? Không, rõ ràng là không ổn. Thôi nào. Này, bạn đè bác sĩ trước. Bạn tìm cách giải quyết đi. Bác sĩ tới chưa bác sĩ ơi? Em đang cần cấp cứu nè. Hình như có ai đó trong phòng bệnh. Bạn giả là bác sĩ đi. Tụi tôi, bạn phải làm. Nhanh lên, khoác áo chào đi. Sao lại là mình? Đi đi, nhanh lên. Mình biết nói gì đây. Chào em. Sao bác sĩ lâu thế? Em ơi, mùi gì ghê vậy? Chắc là mùi trên người anh. Anh có mang thuốc đến không? Thuốc á, mình phải tìm cách mới được. Đứng yên nào, thế này nhé. Nhét bạn vào tủ nào. Bạn đâu rồi? Nè, thế này, đây. Bạn nặng quá. Được rồi, cuối cùng. Mình đến đây. Bằng thế này thì có tác dụng gì chứ? Có mà. Đúng không bác sĩ? Nín đi, anh là bác sĩ thật. Bạn làm gì con bé thế này? Biến nhanh đi. Ồ, bác sĩ thật cơ đấy. Này, bạn bị sao thế? Dậy đi nhanh lên. Đứng yên nào. Đúng rồi. Xong rồi. Đợi anh chút nhé. Tháo hết đống này ra nào. Em bơ, xoay đi. Xong rồi, em thấy thế nào? Ổn hơn rồi ạ. Đưa tay cho anh. Miếng băng kỳ diệu này cân được bách bệnh đó. Lại là cái mùi đó. Hôi quá. Tặng em nè. Quá. Nhưng anh vẫn hôi. Có vẻ em đã phục hồi rồi nhỉ. Tạm biệt nhóc. Đến ai đây? Mình đến trước. Mình hẹn trước rồi. Mình gãy ngón tay. Bác sĩ, mở ra đi. Kìa, bác sĩ kìa. Cho mình vào, mình có móng vuốt. Chết rồi, chúng ta tiêu rồi. Sao rồi các bạn? Ôi không, họ trốn rồi. Sao được đây? Hay là đang trốn dưới giường nhỉ? Lỡ bị phát hiện là mình tiêu đời. Ồ không ổn rồi. Họ trốn ra bằng đường cống. Eo ơi, ghê quá. Thôi nào, Amanda nghe điện thoại đi. Hay là dừng lại đi, thả mình ra. Nên chọn gì đây nhỉ? Kéo làm giường thì sến quá. À, mình chưa dùng cưa bao giờ. Xin lỗi, có người gọi. Mình đợi được. Tại gia đình rất thiêng liêng ấy mà. Có hai tù nhân vượt ngục. Chị nói gì vậy? Vượt ngục, giúp chị bắt họ đi. Rõ, chuyện nhỏ. Được lắm, các bạn tiêu rồi. Tiếp tục sao nhá? Mình phải đi thôi. Thôi mình đi đây. Được, trong lúc chờ đợi mình sẽ lướt TikTok. Vào đi, đừng gõ cửa. Chào, gì thế này? Bung, sao nhiều bung thế? Này, đứng lại, nhanh lên. Có nghe anh nói không? Được lắm. Giỏi thì bắt em đi. Sao mà bắt được?
La 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 la. Đứng lại nào, quá đáng lắm rồi. Rửa chân nhanh lên nào. Lại đây. Không, em tiếp bụng. Đứng lại, rửa chân mới tốt. Có chuyện gì thế? Này, ngồi đi, đừng làm con bé đau. Phòng đầy bùn rồi kìa. Dẹp cái đó đi, con bé sợ đây này. Ổn rồi, bác sĩ xấu tính đi rồi. Mà dạo này để chân dính bùn là quê mùa lắm đấy. Em ngồi đi, để anh giúp em. Wow, cái gì thế ạ? À? Tí biết liền, em mang vào đi. Đến khúc vui rồi nè, cùng làm bong bóng tẩy rửa nào. Đổ spray vào trong đôi ủng, sau đó đổ kẹo Mentos vào. Đúng rồi, rồi đó giờ đến kẹo Mentos. Sau phản ứng hóa học mạnh mẽ này, anh khuyên em nên đi vậy. Giang, màu em thích nhất. Xong rồi đó, thoải mái hơn nhiều đúng chứ. Phòng khám toàn bùn với bùn. Cầm cây lau nhà lên mà lau đi. Ủa, sao lúc nào cũng là mình? Được, tạm biệt bác sĩ. Chúc may mắn. Tiếp theo mời vào. Đến lượt mình, tránh ra nào. Mình bị đau họng. Đứng lại cầm đi. Đến bạn đấy, xin mời vào. Mời bạn ngồi. Bạn muốn khám gì thế? Mình đau họng. Như mình nghĩ, phải tiêm phòng cúm. Để mình lựa ống tiêm. Đấy rồi. Không, cái này nhỏ quá. Phải lấy cái lớn hơn. Mình biết cách giải quyết rồi. Cái này được nè. Cùng tiêm thôi nào. Ống tiêm đáng sợ quá. Bác sĩ quên đeo găng tay rồi kìa. Đợi mình trước. Găng tay, sao mình lại quên nhỉ? Ống tiêm không phải đồ chơi. Đưa mình. Không đau đâu. Bạn đang làm gì thế? Bạn mất trí rồi hả? Ống tiêm gì to vậy? Đưa đây coi nào. Nhanh lên, biến đi. Chà, bạn gặp vấn đề gì thế? Để xem sách hướng dẫn thế nào. Gãy ngón tay út này. Bâm tím gót chân này. Ồ, xịt họng. Loại có dị táo. Há miệng rộng ra nào. Mình bị dị ứng thuốc. Cụ thể là thuốc gì nhỉ? Tất cả luôn. Mang cái này đi đi. Há miệng ra nào. Nhanh lên. Mình hiểu rồi. Bạn cứng đầu ghê. Nghe này. Bạn làm thế được không? Nào làm thử đi. Giọng mình to nhất vũ trụ luôn đó. Chuyện gì thế? Âm thanh đó ở đâu ra vậy? Hả? Tận thế rồi sao? Mình bay ra ngoài cũng đúng lúc quá. Táo cũng không tệ lắm. Hả? Muốn điếc luôn vậy đó. Ai hét thế? Ai cần tim mà? Lại là bạn. Qua đây. Chết với mình. Thả mình ra, nhanh lên. Mình muốn giúp thôi mà. Dậy ghê thật chứ. Nữa à? Mời vào. Em đau ở đâu? À, hiểu rồi. Đau răng. Đợi anh chút nhé. Xin chào. Được, mình hiểu rồi. Đừng dọa con bé. Còn em vào phòng đó đi. Để anh khám răng cho. Em ngồi đi. Đúng rồi. Nói. À nào. Ôi, trông tệ quá. Em thích ăn kẹo lắm. Có một cách giải quyết. Cầm băng chải lên. Em chỉ cần đánh răng thôi. Việc này quan trọng lắm. Không đánh là răng sâu thêm đó. Không thích à? Baby Yoda. Ai cũng thích thế hết. Dễ thương chưa nè? Nói, à xem nào. Lại thế nữa rồi. Đứa nhỏ khó chịu quá. Mình giúp bạn nhé. Thử đi. Mình có ý này. Bạn thấy thế nào? Cái gì vậy? Bằng quả dưa này, anh sẽ chỉ em cách chăm sóc răng. Sâu răng nè. Ta sẽ tiêm thuốc đi. Mặc dù không tiêm cũng không sao.
Thấy chứ, cực dễ. Giờ thì nhổ cây răng sâu này đi. Thôi, để em đánh răng. Làm gì vậy trời? Em làm sai rồi, xem đây. Ôi trời, quả vừa tội nghiệp. Bê toilet về đúng vị trí rồi. Ơ, mấy giờ rồi? Wow, có người gọi. Em đâu rồi? Kẻ vượt ngục phải về đây trong 10 phút nữa. Yên tâm. Gì nữa đây? Gully, thôi để gọi lại sau. Hàng dài quá. Khoan đã, cái gì đây? Đây là xương sườn, còn đây gọi là xương đòn. Ồ, đây là ngón tay đúng chứ? Chuyện gì thế? Mình sợ. Các bạn phải quay lại nhà tù. Đừng bắt mình dùng vũ lực. Các bạn trốn đi đâu thế? Mình không vượt ngục nữa đâu. Trong tù ấm áp hơn. Mình cần phải thay đồ lót. Các bạn đúng giờ lắm. Giỏi lắm. Alo, cảm ơn em. Ồ, chuyện nhỏ ấy mà. Không có em là chị tiêu luôn. Bye. Hờ, cuối cùng cũng được nghỉ. Bắt mấy người vượt ngục mệt muốn xỉu. Ú, bệnh nhân. Răng em. Quên mất con bé, chị đến liền. Bác sĩ Amanda sẽ giúp em. Bây giờ em sợ lắm. Ngồi đi Lia bé nhỏ. Xong rồi đấy. Thả em ra làm ơn. Còn chiếc răng thì sao? Không, chị không bao giờ để bệnh nhân gặp rắc rối. Cứ thư giãn và tin tưởng chuyên gia. Thư giãn bằng cách nào? Em sẽ sớm ổn thôi. Ai chữa đầu răng vậy? Phải ngăn Amanda lại và giúp Lia. Dừng tay, cậu không thể chữa răng bằng bàn chải trên máy khoan. Đầu tiên thả Lia ra. Như này ổn hơn. Cảm ơn Gully. Giờ tớ sẽ đưa cậu dụng cụ hoàn hảo với mọi nha sĩ. Băng gạc. Nếu vậy thì được. Lia, chúng ta sẽ chữa cho em bằng cách của Gully. Lia vẫn an toàn. Em sẽ sớm khỏe lại như trước thôi. Trời, mình khiến nó tệ hơn. Nhưng răng của em thì sao? Gully, đưa em ấy về phòng bệnh.